Thưa quý vị, vừa qua câu chuyện một người mẹ đơn thân tố bị chủ quán cơm ở Hà Nội quyệt lương đang gây xôn xao dư luận. Nhiều bài báo cũng đề cập đến câu chuyện này. Ngày 25 tháng 6, thì báo Dân trí có bài viết Mẹ đơn thân tố bị chủ quán cơm ở Hà Nội quyệt lương. Ủy ban nhân dân phường vào cuộc. Bài báo nhắc lại sự việc vừa qua có một người giới thiệu là mẹ đơn thân tố chủ quán ở Hà Nội có ý định quyệt của mình hơn 20 triệu đồng tiền lương sau gần một năm làm việc. Cụ thể trong bài đăng trên mạng xã hội tài khoản TA cho hay, sau khi nghỉ việc tại một quán cơm, cô gái nhiều lần liên lạc để đòi lại hơn 20 triệu đồng tiền lương nhưng không được chủ quán thanh toán. Bất lực, cô gái đăng bài lên mạng xã hội cầu cứu, nhờ mọi người tư vấn cách giải quyết thì nhận được nhiều tin nhắn đe dọa. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bóc lột sức lao động của chủ quán cơm và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ nữ nhân viên đòi lại tiền. Chia sẻ với phóng viên dân trí chị TTNA, 23 tuổi, quê Con Tum, người đăng bài cầu cứu cho hay, do hoàn cảnh khó khăn là mẹ đơn thân, chỉ lặn lội ra Hà Nội tìm việc để có tiền nuôi con. Chị A làm nhân viên phục vụ tại một quán cơm bình dân trong ngõ 31 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Tử Liêm từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 thì nghỉ việc. Chị A chia sẻ chị làm từ ngày quán mới mở từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 4 năm nay mới xin nghỉ hẳn để về quê chăm bố. Chị làm lương mỗi tháng 6 triệu đồng, tuy vậy trong quá trình làm, Chủ quán nói đang gặp khó khăn nên xin nợ lại một nửa lương, 3 triệu đồng một tháng. Đợi khi quán hoạt động ổn định sẽ trả dần. Đến thời điểm chị nghỉ, số tiền chủ quán giữ của chị là 20,5 triệu đồng. Tháng năm vừa qua, sau khi giải quyết xong việc nhà, chị ra lại Hà Nội và xin làm phụ bếp tại một trường mầm non. Lúc này, chị có nhắn tin xin lại số tiền trên thì chủ quán cơm hứa sẽ trả dần hàng tháng, cho đến khi hết Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 6, do không tìm được người làm, nữ chủ quán bảo chị về làm thêm nửa tháng mới trả tiền, còn không sẽ không trả. Nhưng do đang trong thời gian làm việc chỗ mới nên chị không thể về làm tại quán cũ và đến nay vẫn chưa lấy lại tiền. Bức xúc trước thái độ của chủ quán cơm, chị A đăng bài lên mạng xã hội cầu cứu nhờ mọi người giúp đỡ. Sau đó, chủ quán cơm đã liên hệ và có những lời lẽ đe dọa đòi tìm đến chỗ làm của nhân viên cũ để xử lý chị a chia sẻ thêm khi nhận được tin đe dọa từ chủ quán chị đã rất lo sợ và phải xin nhà trường cho hai mẹ con ở lại trong trường để đảm bảo an toàn về phía chủ quán bị tố quỵt tiền đưa nhân viên thì phóng viên dân trí nhiều lần liên hệ tới số điện thoại của chủ quán để xác minh thông tin nhưng không nhận được phản hồi phóng viên cũng nhiều lần đến quán cơm trên cũng không gặp được chủ quán Tối ngày 25 tháng 6, báo Dân Chí cập nhật vụ việc trên với bài viết Chủ quán cơm bị tố quỵt tiền lương ở Hà Nội cam kết sẽ trả trong 3 ngày. Theo bài báo, thì vào tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân Chí, ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chiều cùng ngày, chủ quán cơm nói trên và nữ nhân viên cũ của quán tức là người đưa câu chuyện bị quỳt lương lên mạng xã hội, đã đến trụ sở ủy ban nhân dân phường làm việc. Ông Tiến thông tin, trong quá trình làm việc, chủ quán xác nhận có nợ chị A số tiền là 20,5 triệu đồng. Đến chiều 25 tháng 6, chủ quán cơm đã trả trước 6,5 triệu đồng và viết giấy cam kết 3 ngày nữa sẽ trả nốt số tiền còn lại. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phúc Diễn, sau buổi làm việc, chủ quán cơm và nữ nhân viên đã thống nhất hòa giải dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Chia sẻ với phóng viên dân trí chị TTNA, người đăng bài cầu cứu xác nhận đã nhận số tiền là 6,5 triệu đồng từ chủ quán cơm và hai bên đã tiến hành hòa giải. Theo chị A, người chủ quán đã viết cam kết đến ngày 28 tháng 6 sẽ trả nốt số tiền còn lại. Bản thân chị cũng rất vui và cảm ơn chính quyền địa phương cũng như mọi người đã giúp đỡ chị giải quyết vụ việc. Mấy ngày qua do lo sợ, hai mẹ con chị không dám ra khỏi trường. Giờ mọi việc được giải quyết, chị rất biết ơn đến mọi người. Đồng cảnh ngộ với chị A trong câu chuyện trên còn có một số vụ việc như là chủ quyền tiền lương của nhân viên bị phanh phui trên mạng xã hội, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trước đó, ngày 18 tháng 3 năm 2022, thì báo Việt Nam Net có bài viết vụ chủ nhà hàng ở Đà Nẵng bị tố quyệt lương, động thủ với nhân viên. Thừa nhận lúc nóng giận có ra tay, nhân viên nói chỉ cần nhận đủ tiền. Cụ thể, một nhân viên tố chủ nhà hàng địa chỉ tại Trương Dương, Đà Nẵng lấy lý do khách ít hạ lương nhân viên phục vụ dù công việc đến từ 3 đến 4 giờ sáng, thậm chí là 6 giờ. Xin nghỉ sau nửa tháng chỉ được trả lương 1 triệu, bị hành hung. Ngay sau khi vụ việc nhà hàng LHS bị bão, đánh giá một sao, chia sẻ với báo Việt Nam Net, NVH sinh năm 2001, quê Quảng Nam cho hay, hát làm phục vụ tại nhà hàng LHS được nửa tháng. Tuy nhiên, nhà hàng lấy lý do là ít khách, hạ lương nhân viên, nên hát xin nghỉ việc và được quản lý đồng ý. Đến khi lấy lương thì hát ngỡ ngàng khi số tiền mình nhận được không đúng như thỏa thuận ban đầu. Bị trừ tiền vô lý, không những vậy, chủ nhà hàng còn thượng càng chân, hạ càng tay, đe dọa khiến hát phải bỏ về quê vì lo sợ. Hát tâm sự, Hát làm việc ở quán thời gian từ 15 giờ đến 3 đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, nhiều khi còn phải trà nền, xịt nước đến 6 giờ sáng mới được nghỉ. Tuy thời gian làm hơn 13 giờ một ca nhưng chỉ được tính là 8 giờ. Lương thỏa thuận ban đầu là 20.000 đồng một giờ nhưng lúc thanh toán chỉ tính là 15.000 đồng. Không những thế còn bị trừ 50% lương thử việc trong 3 ngày đầu. Cái này không hề có trong thỏa thuận trừ tiếp 30% lương vì lý do nghỉ việc không báo kế toán. Trong khi đó, bản thân H cũng đã xin nghỉ và được quản lý đồng ý. Sáng ngày 16 tháng 3, H đến nhà hàng để nói chuyện lương thì bị chủ nhà hàng văng tục, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đấm, đá vào bụng, bị tác động vật lý mạnh vào người nên H rất sợ. Lúc kế toán tính lương bị tính thiếu giờ, trừ vô lý đủ khoản nhưng sợ nên H không dám cãi. Kế toán đưa cho H 1 triệu đồng. H cầm lương lặng lặng lẽ ra về. Trong khi lương của Hát là 2,2 triệu đồng. Cũng theo chia sẻ của Hát, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Hát là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền đủ học phí nên em phải bảo lưu, đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống thì lại gặp cảnh này. Bực xúc trước thái độ của chủ nhà hàng, Hát đã cầu cứu trên các trang mạng xã hội cũng như cảnh báo người khác khi xin việc tại địa chỉ này. Sau đó, chủ nhà hàng đã liên hệ và có những lời lẽ đe dọa vì quá lo sợ nên Hát đã về quê, không dám ở lại Đà Nẵng. Hát bày tỏ bản thân cũng chỉ mong lấy được đủ số tiền còn lại, bởi đó là tiền mồ hôi, là công sức của mình. Sau vụ NVH bị quỵt tiền, NT, một bạn nữ cũng từng làm phục vụ tại nhà hàng này, chia sẻ. ở ờ, Cũng là nạn nhân bị nhà hàng quỵt một tháng lương Tết hơn 3 triệu đồng. Theo T, bản thân không được về quê ăn Tết với gia đình, ở lại làm qua Tết mà không được trả một đồng tiền Tết nào trong đó nhà hàng luôn lấy lý do để trừ lương. Trước phản ánh về lối hành xử của chủ nhà hàng, đa số các tài khoản bình luận bày tỏ quan điểm yêu cầu chủ nhà hàng thanh toán đủ tiền cho nhân viên, thậm chí nhiều người còn kêu gọi tẩy chay nhà hàng này. Đồng thời, nhà hàng cũng nhận bạo đánh giá một sao dưới các bài đăng của nhà hàng. Cư dân mạng đều bình luận gay gắt, yêu cầu chủ nhà hàng trả tiền cho nhân viên. Nhận về nhiều bình luận, chỉ trích, chủ quán có bài viết rằng quán không biết đối thủ cạnh tranh cho người đến quán làm để kiếm chuyện không trả lương nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của quán và lòng tin mà khách hàng đã dành cho cơ sở kinh doanh của mình trong những năm qua. Quán đã mở ra 2 năm qua, kinh doanh rất đàng hoàng, rất tốt, đồ ăn tươi ngon, được khách hàng ủng hộ rất nhiều thì không có lý do gì uh, mà lại thuê một bạn phụ việc 10 ngày hay một tháng mà không trả lương để ảnh hưởng tới uy tín của quán được. Chủ nhà chia sẻ theo quy định của nhà hàng, nhân viên sẽ hưởng 70% lương thử việc trong 10 ngày đầu tiên. Việc trao đổi khi tuyển dụng và tính lương anh đều giao cho quản lý nên anh không rõ giữa quản lý và bạn nhân viên kia đã trao đổi và thống nhất với nhau ra sao. Chủ nhà hàng cũng thừa nhận trong lúc nóng này bực mình vì bị dọa bóc phốt đã có động tay chân với nhân viên Hát. Cũng theo chủ nhà hàng, mọi nhân viên vào làm đều chấp nhận hưởng 70% lương thử việc, còn hát không làm mà kiếm chuyện. Sự việc này cũng không hẳn ai đúng ai sai. Anh cũng muốn gọi cho bạn nhân viên cũ tên hát để xin lỗi, xử lý êm xuôi, trả 100% tiền, nhưng bạn ấy không nghe máy, không chịu gặp. Các vụ việc trên đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho một số các nhà hàng, quán ăn, một khi có ăn chặn, ăn bớt đồng lương của nhân viên có nghĩa là tự hạ thấp uy tín kinh doanh của chính mình. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm nóng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.